Trong hộp thư truyền hình số này có các nội dung chính sau. Trong mục vấn đề hôm nay là phóng sự phát huy hiệu quả phòng cháy chữa cháy từ cơ sở. Tiếp theo trong mục câu chuyện pháp luật là nội dung liên quan đến công tác xét xử các vụ án ma túy. Phần cuối chương trình như thường lệ là mục phản hồi, bình luận. Bây giờ mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, công tác phòng cháy chữa cháy thường xuyên nhận được sự chỉ đạo lãnh đạo của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương, hướng đến mục tiêu an toàn về tính mạng và tài sản người dân. Thực tế cho thấy, khi có sự cố cháy nổ xảy ra, lực lượng chức năng cần có khoảng thời gian nhất định để di chuyển và xử lý tại hiện trường. Do đó, công tác xử lý ban đầu ngay từ hiện trường đóng vai trò hết sức quan trọng. Mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy, mặc dù mới được triển khai và nhân rộng hơn một năm qua tại Thái Nguyên, nhưng đã cho thấy hiệu quả thiết thực. Theo thống kê, đến cuối năm 2023, trên cả nước đã xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả gần 13.000 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và trên 13.000 điểm chữa cháy công cộng. Tại tỉnh Thái Nguyên, hiện có trên 500 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và gần 2.300 điểm chữa cháy công cộng. Mô hình đi vào hoạt động đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của các hộ gia đình. Từ khi thành lập tổ liên gia này thì cái tổ này hoạt động rất hiệu quả. Quá trình không những là để đảm bảo cái khu phố và khu nhà mình, lại còn công tác tuyên truyền những cái thành viên khác để cùng tham gia cái tổ liên gia này và để nhân rộng cái mô hình tổ liên gia là mỗi dãy phố, mỗi khu dãy nhà 5 đến 7 nhà trở lên thì thành lập một cái tổ liên gia để đảm bảo an toàn cho từng hộ gia đình cũng như là cả cái khu phố của các hộ dân. Song song với việc thành lập các mô hình, thời gian qua, các cấp chính quyền, ngành chức năng đã vận động gần 8.000 nhà từ tầng 2 mở lối thoát hiểm, tập huấn kiến thức trên 380.000 gia đình, gần 300.000 gia đình đã trang bị phương tiện chữa cháy. Qua tuyên truyền vận động, người dân đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt trong thời gian qua, tại nhiều địa phương, tổ liên gia đã phát hiện và xử lý hiệu quả các vụ cháy ngay từ khi mới phát sinh, không để cháy lan, cháy lớn, gây thiệt hại về người và tài sản. Trước đây thì gia đình cũng đã mua bình phòng cháy chữa cháy, nhưng sau khi được tập huấn tổ liên gia phòng cháy chữa cháy thì mới thấy thực sự có thiết thực cho gia đình nhà mình, cho người thân và cho tất cả mọi người. Để tiếp tục nâng cao kỹ năng của mô hình, hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2024 cấp huyện và cấp tỉnh đã được triển khai đồng loạt. Mỗi đơn vị cấp xã thành lập một đội thi, từ đó lựa chọn đến cấp tỉnh và hướng tới hội thi toàn quốc. Mỗi đội thi sẽ phải trải qua các câu hỏi lý thuyết và thực hành, nội dung gắn liền với những tình huống có thể phát sinh sự cố cháy nổ trong đời sống thường ngày. Ngay sau khi có kế hoạch thi của công an tỉnh, chúng tôi đã tham mưu cho lãnh đạo thành phố thành lập ban tổ chức hội thi. Thành phần thì được tổ chức theo quy định. Sau đấy chúng tôi đã tổ chức họp các phòng ban, cơ quan, đơn vị liên quan ở các địa phương, phân giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban tổ chức để tổ chức hội thi trên địa bàn thành phố Hưng Yên đạt kết quả cao nhất. Các thành viên tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đã nắm được các cái nội dung kỹ thuật cơ bản về trong công tác chữa cháy, công tác báo cháy, công tác cứu người bị nạn, rồi công tác dập tắt đám cháy và di chuyển tài sản chống cháy lan. Thái Nguyên cũng như cả nước có nhiều mô hình kinh doanh kết hợp nhà ở, nguy cơ phát hỏa và đe dọa sự an toàn của người và tài sản là không nhỏ. Việc kịp thời ngăn chặn không cho đám cháy lan rộng thời điểm ban đầu là yếu tố quan trọng để hạn chế thiệt hại. Những kiến thức kỹ năng cần được người dân thường xuyên tiếp cận và thực hành. Đây là một trong những mục tiêu mà hội thi hướng đến nhằm xây dựng đội ngũ phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Đồng thời, mỗi địa phương với những đặc thù riêng cũng có thể xây dựng các phương án, hình thức thực hiện phù hợp. Chúng tôi đã được các đồng chí công an phường cũng đã thành lập được 2-3 địa điểm. Đấy, từ nhà văn hóa rồi đến những cái khu mà có cái doanh nghiệp sản xuất. Đấy là đã đảm bảo hết các cái nội dung từ bình cứu hỏa rồi là các cái dụng cụ cư. Đối với chúng tôi là tuy mới nhưng mà cũng cơ bản là đã tốt. Vào những các mùa khô hạn của năm ấy thì là những hộ gia đình liền kề cũng thường khai thác gỗ và thu dọn đốt bãi để mà trồng đợt mới, đâm ra là cái khả năng cháy là nguy cơ rất chi là cao, cũng phải tuyên truyền và vận động để cho bà con là lường trước được cái nguy cơ hỏa hoạn khi xảy ra. Bước vào mùa hè, trước thực tế tình hình sử dụng điện năng có thể gia tăng mạnh, thời tiết bất thường, nắng nóng, dông bão cũng đặt ra những yêu cầu về sự chuẩn bị phòng tránh sự cố cháy nổ. Qua một năm triển khai thực hiện mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, thì bước đầu đã tạo được cái sự chuyển biến tích cực
của người dân. Trong đó thì cái công tác nhân rộng các cái mô hình được triển khai sâu rộng. Việc tuyên truyền các tổ liên gia thì đã được các đơn vị địa phương vào cuộc một cách tích cực để mà nhân rộng các mô hình liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và tập huấn nghiệp vụ cho tổ liên gia phòng cháy chữa cháy, rồi tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy cho các tổ liên gia trên địa bàn để nâng cao cái tinh thần và sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Theo thống kê, năm 2023, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tham gia xử lý 44 vụ cháy trên địa bàn toàn tỉnh. Có thể nói các mô hình phòng cháy chữa cháy ở cơ sở, dù mới ra mắt hơn một năm qua, đã cho thấy hiệu quả tích cực và trở thành cánh tay nối dài của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Những biện pháp tuyên truyền đã giúp người dân tự ý thức, chủ động phòng chống các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra. Với tinh thần chủ động của người dân, việc hạn chế các vụ cháy nổ sẽ được hiện thực hóa trong thời gian tiếp theo. Vừa qua, Tòa án Nhân dân thành phố Sông Công đã tổ chức phiên tòa xét xử lưu động hai vụ án hình sự về tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Tại Ủy ban Nhân dân phường Cải Đan, Tòa án Nhân dân thành phố Sông Công vừa tổ chức phiên tòa xét xử lưu động hai vụ án hình sự. Vụ án thứ nhất, bị cáo là Đỗ Hồng Dương. Theo cáo trạng, ngày 31 tháng 1, Dương bị Công an phường Châu Sơn, thành phố Sông Công kiểm tra và đã tự giác giao nộp cho tổ công tác một túi ni lông màu trắng chứa chất rắn màu trắng. Sau đó, Công an thành phố Sông Công tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở hiện tại của Dương tại tổ dân phố 4B, phường Phố Cò, đã phát hiện và thu giữ 0,17 gram heroin. Dương khai là mua về để sử dụng. Bản thân Dương là đối tượng nghiện ma túy, đã từng có 2 tiền án về tội sử dụng trái phép chất ma túy. Vụ án thứ hai xét xử đối với bị cáo Nguyễn Anh Nam, trú tại tổ dân phố 5, phường Phố Cò, thành phố Sông Công và Lê Đức Kiên, trú tại tổ dân phố Kẻ Ưng, phường Phố Cò, thành phố Sông Công. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, đã truy tố bị cáo Nguyễn Anh Nam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và truy tố bị cáo Lê Đức Kiên về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tại phiên tòa, căn cứ vào các chứng cứ đã thu được, các bị cáo thành khẩn nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ Bộ luật hình sự, Tòa án Nhân dân thành phố Sông Công tuyên phạt Đỗ Hồng Dương 66 tháng tù giam, Nguyễn Anh Nam 18 tháng tù giam và Lê Đức Kiên 36 tháng tù giam. Ngày 4 tháng 5 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành công văn số 2196 về việc tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau. Sở Giao thông Vận tải xác định phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ, rà soát hệ thống cọc mốc giải phóng mặt bằng và lập kế hoạch cắm bổ sung. Xác định giới hạn hành lang an toàn đường bộ và phối hợp chính quyền địa phương, các cấp để cắm mốc giới bảo vệ hành lang an toàn đường bộ. Đối với các tuyến đường bộ chưa cắm mốc lộ giới, xây dựng phương án cụ thể cắm mốc lộ giới trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Chỉ đạo các đơn vị quản lý các tuyến giao thông phối hợp với chính quyền địa phương, các cấp rà soát, thống kê các vi phạm lấn chiếm hành lang giao thông, các vị trí đấu nối trái phép, tuyên truyền vận động người dân tự giác tháo dỡ, di dời các công trình, vật kiến trúc, bãi tập kết vi phạm nằm trong hành lang an toàn giao thông đường bộ. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn chủ trì phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ rà soát, thống kê, phân loại đầy đủ, chính xác các công trình vi phạm, các công trình cần giải tỏa trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ, đường sắt. Tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, đường sắt cho các tổ chức, cá nhân và nhân dân. Có hình thức xử lý nghiêm, triệt để đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng lấn chiếm hoặc tái lấn chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn. Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái, Công ty Than Núi Hồng phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, thống kê, phân loại các công trình vi phạm trong hành lang an toàn đường sắt cần giải tỏa. Phối hợp Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn thực hiện giải tỏa các công trình trong hành lang an toàn giao thông đường sắt, kịp thời phát hiện và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn ngăn chặn, xử lý tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang an toàn giao thông đường sắt. Chuyên mục Hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đến đây là hết. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.